Chào các bạn thân mến, mùa Giáng sinh lại về trên khắp mọi nẻo đường. Trong không khí mùa đông giá rét này tại Praha, tôi Nguyễn Văn Quang xin gửi đến mỗi bạn lời chúc mạnh khỏe và ấm áp nhất. Mùa lễ hội năm nay có thể khác một chút nhưng tinh thần yêu thương và sẻ chia sẽ mãi không đổi. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp dù là trong sự ấm cúng của gia đình hay qua những cuộc gọi video rộn ràng. Trong ánh đèn rực rỡ và dưới tán cây thông được trang trí lộng lẫy, tôi chúc mọi người không chỉ một mùa Giáng sinh an lành mà còn một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hãy giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ bạn nhé. Seu vam, vesele vanose, Merry Christmas. Quang Praha xin chào các bạn.